Rồi, xin chào tất cả các anh em chào audio ha. Hôm nay shop audio Toàn Võ giới thiệu một cái sản phẩm rất là hot và rất là mới ở bên mình ha. Đó là một cái dạng như là một cái âm ly buffer ha. Thì nó khác với cái bre đèn là ở chỗ là nó không có volume ha. Thì ở đây thì cái con buffer này á, thì nó không có volume ha. Thì các bạn nó rất là thích hợp cho những cái âm ly mà bán dẫn của chúng ta ha. Chúng ta muốn những trang bị thêm một cái âm ly đèn nữa thì nếu mà so với cái âm ly đèn nữa thì trang bị thêm nó rất là đắt tiền ha. Thì con này các bạn gắn vô là nó sử dụng giống như âm ly đèn luôn à, đó. Thì cái con này thì nó không có volume thì nó sẽ không có bị đụng chạm cái volume giữa hai cái volume ha. Đây, trong hộp nó gồm có những cái như thế này. Đây nó gồm có cho chúng ta thêm những cái cầu chì bảo vệ mạch ha. Catalog của nó ha. Đây, catalog chính hãng của nó ha. Con này có hãng là Genwi, tên là CD3 ha. Đây, Genwi đây. Hãng Genwi này rất là nổi tiếng nha, nó sản xuất chuyên sản xuất âm thanh về bre đèn hoặc là âm ly đèn ha và buffer nữa. Trước đó thì mình cũng có bán cái con buffer này rồi nhưng mà bán dạng như CD2 thôi. Nhiều bạn cũng rất quan tâm hỏi mình có CD3 chưa. CD3 ngày trước nó chỉ bán bên nước ngoài thôi, hôm nay shop mình nhập trực tiếp về luôn ha. Chỉ có bên mình có dạng cái con buffer này thôi. Đó. Thì cái con này nó sử dụng bóng thì như thế nào mình sẽ mở cho các bạn xem ha. Thì hiện tại mình sẽ chơi bóng mặt trời theo máy nha. Ok, để mình lấy ra xong rồi mình quay lại cho các bạn xem. Đây, mình đã mở ra xong hết nha. Phải nói rất là đẹp nha các bạn. Đây, mình quay hết vòng cho các bạn xem ha. Đó, rất là đẹp ha. Công tắc nguồn nằm bên hông ha. Đó. Đây, phía sau cổng kết nối của nó đây ha. Nó bằng chén gương rất là đẹp, bóng ha. Đây, những cái cổng cơ bản thôi ha. Thì thứ nhất là nó có cổng nguồn chúng ta ha. Cổng nguồn này ha. Và tiếp nữa là cổng output là kết nối với âm ly của chúng ta ha. Input thì chúng ta có thể kết nối với đầu CD hoặc là những cái bộ DAC ha. Đó, thì tùy theo các bạn cái nguồn cái này, cái nguồn vô ha, cái này nguồn ra thì các bạn kết nối với âm ly ha. Ở đây đặc biệt một cái nó cho chúng ta sử dụng nguồn 115V ha và nguồn 230V ha. Đó, thì mình sẽ để mặc định chúng cho các bạn là 230V nha. Đó, các bạn xài nguồn những dạng hệ thống âm thanh của mình xài điện 110, 115 á, các bạn gạt cái nút nó xuống thôi ha. Đó, thì ở đây mình xài điện 220 mình gạt lên ha, để mất công lỡ khi có cắm nhầm điện thì cũng không sao hết. Cắm nhầm điện thì bên mình sẽ không có bảo hành nha các bạn, trả thì bên mình sẽ không có bảo hành vấn đề đó đâu nha. Đây, mình nói về sơ cặp bóng của nó. Nó dùng cái bóng khá là to ha. Cái bóng này các bạn muốn thay các bạn phải mở cái những cái đồ bảo vệ của nó ra các bạn thay ha. Đây nó sẽ chúng ta những cái bóng cập nhật đây, update cho thêm chúng ta đây ha. Đây nó sẽ đây cái mạch này nó sẽ hỗ trợ cho những cái bóng sau đây: 6N8B ha, 6SN7 ha, 6H8C ha. Đó, các bạn có thể kiếm những ba cái cặp bóng này các bạn mua ha, tùy theo các bạn nhu cầu kinh tế ha, cũng bóng Mỹ, bóng Đức gì đó ha. Thì tùy theo các bạn, ở đây thì mình xài bóng mặc định theo máy là bóng của China thôi. Thì các như các bạn cũng biết là cặp bóng này mà thay những cái mã số này, cái bóng này mà bóng Mỹ hoặc là bóng Đức gì đó thì cái giá trị nó rất là mắc, thì con này nó sẽ đội lên giá tiền nó rất là cao ha. Và cái giá tiền chút xíu xong cái bài test mình sẽ báo giá cho các bạn ha. Đó, thì cái con này mặc định nó đang xài bóng là 6N8B nha. Đây, 6N8B bóng của China. Và các bạn muốn update thêm bóng cho nó thì các bạn tự trang bị ha, tùy theo nhu cầu kinh tế của chúng ta. Đây, nó cho chúng ta ba cái dạng bóng ha. Đó, các bạn cứ coi đúng thông số mà mua về lắp vào là lại thôi ha. Đó, như các bạn mua nhầm bóng thì cắm vô chắc chắn thì nó sẽ không hát đâu ha. Rồi, ok, mình sẽ lắp vào dạng hệ thống âm thanh của mình ha. Rồi mình lắp vào một cái âm ly bán dẫn của mình. Đây, cái âm ly on-core của mình lắp vào đó làm một cái buffer ha. Buffer là nó không có cho chúng ta cái volume ha, thì chúng ta sẽ không có bị đụng hai cái volume với nhau nữa với cái kép về ha. Đó. Rồi, ok, mình sẽ lắp vào thống âm thanh cho các bạn xem thế nào. Ở đây mà mình sẽ đánh qua một cái con DAC ha. Mình sẽ ghép vô, mình sẽ làm hai cái bài test. Nhất là bài test mình test qua con DAC SU8 và bài test thứ hai mình sẽ test qua cái CD của mình ha. Rồi, ok. Rồi ha, mình đã ghép xong với dàn thống âm thanh của mình ha. Đây. Đây là sản phẩm của Genwi CD3 ha. Đó. Trưng bày rất là đẹp ha. Đúng chất nghe nhìn luôn. Các bạn lưu ý nha, cái này là cái buffer ha, cũng không phải là nó không có volume ha. Nó khác với cái bre là nó không có volume và nó cũng không phải là DAC nha. DAC là cái bộ kế bên của mình là DAC nha. Các bạn lưu ý đừng có nhầm lẫn, cái này là cái DAC nha. Cái này là cái buffer là cho các bạn kết nối với cái nó rất nói chung là nó rất là tương thích với cái âm ly bán dẫn của chúng ta.
để là một cái âm ly đèn ha. Đó, tại vì chất âm nó qua thì cái nguồn phát thì chúng ta từ mình lấy từ CD hoặc là từ laptop máy tính ha, qua cái con DAC này trước, hoặc là từ CD qua cái con nguồn nhạc vô đây trước, rồi xong nó sẽ vô đây, rồi xong cái con này nó sẽ truyền tín hiệu xuống âm ly ha. Âm ly thì sẽ phát ra loa thôi, thì nó đúng cái, nói chung là đúng cái chất hai end luôn á. Ok, rồi mình sẽ play một bài hát trên máy tính của mình cho các bạn nghe trước thử ha. Thì ở đây mình sẽ play một bài hát của nhạc nước ngoài ha trước, rồi xong sau đó mình sẽ play trên dĩa CD cho các bạn nghe thử ha. Rồi ok, mình sẽ play bài hát cho các bạn nghe thử. Trên bộ DAC của mình ha, và bây giờ mình chuyển sang CD ha. Đó, dành cho các anh em nào chơi DAC hoặc là CD gì đó thì các anh em có thể phối ghép, nó cũng rất là đơn giản dễ ha. Rồi ok, mình lay thử trên CD cho các bạn nghe thử xem chất âm của CD qua cái con Yanwi CD3 này như thế nào ha. Bàn tay anh đang dịu
Mình vừa test xong với hai bài test ha, vừa là trên DAC kết nối nguồn phát từ máy tính ha, và nguồn phát thứ hai là nguồn phát trên CD ha. Với cái chất âm con Genui CD3 này mình không còn gì để nói nữa, rất là tuyệt vời, đúng chất high end của nó luôn. Khi các bạn chơi cái con này, các bạn nhìn mở máy lên khoảng chừng 5 phút để cho bóng nó nóng đã, rồi chất âm nó rất là hay ha, tiếng nó sẽ chậm lại, đánh y chang như cái âm ly đèn ha. Mặc dù các bạn đang chơi bán dẫn nhưng các bạn ghép qua có con này cho chất âm không khác gì một cái âm ly đèn của chúng ta ha. Bass, mic, chép ra đủ hết ha. Đó. Thì cái bóng này rất là nóng nha các bạn. Các bạn cẩn thận nha, tránh xa tầm tay trẻ em ở nhà ra nha. Đó. Thì với cái con Genui CD3 này mình đang bán với giá là 4.580.000 nha các bạn. Giá này và chưa bao gồm phí ship COD nha các bạn. Như các bạn ở tỉnh thành xa thì mình ship COD cho các bạn, thì các bạn vui lòng cộng cho mình thêm 60.000 tiền phí ship nha ha. Vì cái mình đã 60.000 tiền phí ship đó là mình đã hỗ trợ cho các bạn thêm trong đó rồi đó ha. Thật chất cái con này mà ship đi tỉnh bất cứ các tỉnh nào ít nhất là cũng phải là trên 100.000, không dưới 100.000 cái bộ ship này đâu ha. Tại vì thứ nhất nó rất là nặng, thứ hai là giá thành nó rất là cao ha. Thì bên dịch vụ họ lấy cái tiền phí cước vận chuyển nó rất là đắt ha. Đó. Thì rồi đó, thì địa chỉ thì mình ở phía bên dưới, các bạn xem kỹ địa chỉ của mình, rồi các bạn có tới shop muốn nghe thử thì liên hệ trước với mình ha. Vì ban ngày mình cũng hay bận đi làm đó ha. Thì các bạn tới trước thì mình sẽ thu xếp và dành thời gian cho các bạn tới nghe thử và trải nghiệm ha. Rồi, thôi mình cũng xin kết thúc video từ đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.